cà sai tì muối lơ tì mùi à lời dương ba sạch xa mà đòi bạc lịch hai tì tì ấy để mùa thà chê cà sắc bò ra mặt bà để dương ban riêng cần lòng ruột bà hai mất cứ bà đại trẻ tì mùi bà cứ chất tà bò ra mặt để dân khớm sập hiếp nây thì cái đây khóc nia rồi viên chất tam prap hết bà cứ miên cổ xa là chất khá tớ chia ạ cổ xa là chất khá tớ chia vị bạ cái chất khá tớ nâng chia kệ rì ra chất khá tớ bà nếu cứ bình chết ở khơi thả Prasama Sampot cứ bởi ông trung bằng hai nơi sẽ cái đầy phích để chia bò ra mắt và thô nâng án nâng chỉ vít và chăm thang ngày để chỉ nâng cặp bấy dương trời tả sạch xả trời tả sạch đạp bay ấy đạp bay đăng nơi sẽ cái đầy phích trong tù khuôn có ông phí sập hiệu vết để chia sẽ cái đầy phích đại phở ấn trung sầm đại trung tạc đấng lý ai bà nhưng dân khơi nhà ông ti chia cho sắc đấng bà tầng o nấng cứ phở ấn trung sầm đại báo tha biên phật màn đốn thì nát tầng o nấng cứ miến há sập tỷ đường bà há sập tỷ đường hãy chia cho sắc minh án cứ chia niềm và thô mùi bài đá đại phở co à say chỉ mùi nâng chật mình biết thì nát bà sân chỉ ọt miền chất tế, miền chi tờ sắc ca chỉ mùi tế, có ọt đài. Hãy bà ọt miền chi tờ sắc, có chất nâng có ọt, ca là bà đài bà. Nhưng, để trái ban chi tờ sắc nâng án, việc trời thất nực không lẽ khẩn nặng, buồn giang bà. Cứ cả nà, ca là hái có, rồi mến ca là chỉ mùi nâng ảnh. Cứ ca là chỉ mùi nâng, nâng chất bà cà na rồi luật tàu vĩnh có rồi luật chùm muối nứng nâng chất bà hai bà sân chìa đăng nơi à rắm có đăng à rắm đôi chùm muối nứng chất bà mẹ nói tiền á cà na chất đăng nơi à rắm ấy có chìa tờ sật nứng có đăng nơi à rắm dàng nâng đại tài bà hai bà sân chìa chất nâng ai à say nơi vật thộ nà ủ thì họ đôi chìa chạc khổ vị nhiên nâng ảnh chạc khổ vị nhiên để cả láng việc trớ ạ sáy chạc khổ phát sát bảo ạc nhiên chạc khổ phát sát để chạc khổ vị nhiên ai cả bàn tế ạc bàn tế cả nay chạc khổ vị nhiên nâng ai ạ sáy chạc khổ phát sát được chết chê tờ sách để cả luôn chủ môi nâng chật nâng anh thì chạc khổ vị nhiên nâng anh có trớ ạ sáy nâng chạc khổ phát sát đây mày nói gì nát bà chẳng đau lệ khả nạ buồn giang đi anh bán bảo ấn trúng sầm đại thạ cứ chia chết tờ sạc bà hãy từng ông miên ha sạch tì đường mình chẳng tiền á còn tại ha sạch tì đường nó có ông lựa trông chạy chanh chìa phòng màn chầm này kìa nè chạy chanh chìa phòng màn chầm này chạy chanh chìa bầy mình nói gì nè chạy chanh chìa bầy chầm này bà chầm này tì muối hai tháng cứ tăng nhạc sầm mà nà chết tờ sạc miên phòng màn đường đấy tiền á miễn đọc bầy đường bà miễn đọc bầy đường họ chậm này thì tùy cứ hai tháng á cụ sao là chết chết là sạch bà miễn tâm hàng đường miễn đọc buồn đường bà trời ấy hay nâng nơi sao vào màn mà thấy trắm đường hà sạch tùy đường à hà sạch tùy đường hãy đo mà thấy trắm tùy đường chẳng bà mày nói chuyện á à, đọc bấy đừng đọc bốn à mà phê trăm tì chẳng ấy đọc mà phê trăm tì chẳng ấy gì nữa nơi sao tòa nào nơi sao mà phê trăm bài mà phê trăm đu như anh một tháng sao thế nữa chết tờ sách mà phê trăm đường chẳng được bàn chai chị bày đừng án đầm bấy sư đào nhẹ để sạch xa sư đào nhẹ để đọc đừng án ở đăng bà chê cơ sắc hà sạch tì mít miếng chân náy xên xên kìa bà con là sầm đánh phần nắng à con là sầm đánh phần nắng dịch ai dồn bàm thế dịch ai dồn thả ta chê cơ sắc nâng anh chê cơ sắc chân hà sạch tì đuông nâng á thì ná
ta sắp tới chia tới sắp là o ấy thằng o hãy sắp tới chia tới sắp đại chia là o thằng o hãy o tề cứ miên chia tới sắp ấy miên chia tới sắp đại chia chậm nãy kháng minh minh là o đấy chắc đôi chất đại thế đôi chất đại thế chất không không phải sắp làm buồn đường rứa cỏ mùi rôi mà thay mùi đường không chất nữa ngà miên chất khá có chỉ chất là o tử mình chẳng cần hãy miên chất là nếu chỉ có mình là o dần tử chưa được sắc chân đại thế chưa được sắc coi chân đại bà miên chưa được sắc chừng này đây là o dần tử còn miên chưa được sắc chừng này đây mình là o dần tử chẳng nơi phê được chất mình là o để chắc chưa được sắc đây bà con thì mới được chất mình chưa được sắc mình là o thì còn mình là o cứ mình là o đều chỉ chất đại mình chẳng gì nữa họ anh chẳng nơi phê được chất cả là nữa anh cứ chỉ chất là o cứ chỉ chất sao thần nè chẳng chi từ sắc đã bao cọp cho mui đừng chết nữa nghe sao thần á rì co là o đài rì sao thần á hái chía chi từ sắc là o đài mình nhớ gì nhớ mình thành thế bà mà chẳng cua để dương tình chết là không chỉ vết vào ngày lột ta lột gì bong bong đừng o bà mình có cùng một cha kết bờ mờ ta rào ngày nè dương khơi hạ ta chất là o rì co chất mình là o không ra thay đi nữa cả tràn chiềng bà ta chặt na để cả tràn chiềng chặt là o này chặt mình là o này bà cứ chặt tam dương sừng kê tới cứ chặt mình là o cả tràn chiềng nên nếu thế nè nằm ra thay này hai bữa sau này chặt mình là o cả tràn chiềng ra thay nè chiềng chặt đây là o mình chẳng chê cả sắt đây mình là o tới cả tràn chiềng chê cả sắt là o mình chẳng đại được gì này báo về tôi thành chân đái đây nhé đây nhé về tôi tại chưa được sắc đời mình là o nên anh tôi sẽ chờ anh chiên không rõ thay vì anh chiên ấy chiên chưa được sắc đời là o mình biết gì nhé trong ban chiên nơi không rõ thay đi bà vì cả na dương lịch bà lịch nơi mà ở đây hay rồi có mình nên thì ở đây đăng nơi thì ở đây tích là bao giờ phê vệ tế cứ rồi mình tay tại chưa được sắc nên anh càng luôn chuẩn bị đừng chặt nốt chết tự sắc nâng anh tràn tài chia chết tự sắc mình là o mình biết rồi nhé là đôi chị ấy đôi chị lộ hệ chết tự sắc đôi chị mô hạ chết tự sắc đại đôi chị hệ thì cạ chết tự sắc đôi chị ngọ tập phạ chết tự sắc đôi chị ốt thạch cạ chết tự sắc đôi chị tích hệ chết tự sắc đôi chị nguyên nhẹ chết tự sắc đôi chị tô sắc chết tự sắc sắc tự chết tự sắc mình là o mình biết rồi nhé ba một chấn để dân riêng ạ thì thầm nè để dân riêng ạ thì thầm dân sắc xa là để ạ thì thầm nè một chấn đam bay ấy đam bay ấy à đam bay đăng nó đây nè 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 đây nè bị pro ấy bị pro không chỉ biết lo thái cũng chỉ cá bạc lái này cắt mình cá bạc lái này niềm mà thối cứ chết cá sạch đào để dân riêng ạ thì thầm đam bay đăng mà đăng nơi bò ra mặt là thua nè ai nè cứ ba dịch đây thà ước đăng nó chạm thổ đăng nơi sự thiêu vệ thổ đại cầm phung bạc quát không chỉ vệt nâng ai chấn đế không ca phải giói không ca sạch xá cứ miên phải giói đăng bấy châm ra nơi sự đây đăng nơi sự thiêu vệ chia sự đây tích đại cầm phung bạc quát không chỉ vệt nâng ai mình chẳng nói gì nữa mà chấn bàn dưỡng nằm thiên sạch xà ác đó là dương sạch xà tới dương khơi nha dương đạp tờ lưu sô và ân lưu trung sống đai nha chết được sắc miên ha được tì đuông bà nông mặc phụ nô hai tha anh nhã samana chết được sắc đắp bay đuông mặc phụ môi tiết cứ hai tha ạc của sao chết được sắc đắp buồn đuông nông mặc phụ tiết hai tha sao phản nạn chết được sắc mặc thấy tham đuông bán sai sao được tiết ha nơi nông anh nhã samana chết được sắc đắp bay đuông lục bay chạy chết phần mạng phụ tiết tì phụ tiết mình chẳng gì nữa nông anh nhã samana chia tờ sách đọc bảy đồn á lục bài chạy chia ti phụ tiền phụ tiền muối hai thá sắp vẽ chật sa thê ra nã chia tờ sách tầng ông miền phần màn đồn miến prám ti đường bà hay nếu một phụ mùi tiết lục hai thá bạc cân nạ cá chia tờ sách tầng ông miền phần màn đồn miến prám muối đường bà hãy sắp tới chết xa thiên là nã chết tới sắc phạm tỷ đuông dương ở tới đằng thì nã ở tới đằng thà táo phạm tỷ đuông nước mua ấy khà nã thì nã
ឈ្មោះអីខ្លះទីមួយឈ្មោះអីវានេះទីមួយគឺភាសាចេតសិកមានលក្ខណៈយ៉ាងណាមានបាទមានការប៉ះខ្ទប់ជាលក្ខណៈបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងគឺធម្មជាតិណាដែលមានការប៉ះខ្ទប់បាទនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈធម្មជាតិនោះឯងគឺឈ្មោះថាភាសាចេតសិកជាយើងទេភាសាចេតសិកជាយើងទេមិនមែនជាយើង ហើយភាសាចិត្តសិទ្ធិនឹងការរួមជាមួយនឹងអីការរួមជាមួយនឹងចិត្តចិត្តនឹងក៏មិនមែនយើងដែរមែនទេណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតនេះនៅពេលដែលចិត្តប្រកបឡើងឬក៏ភាសាចិត្តសិទ្ធិដែលប្រកបឡើងដែលយើងប្រកាន់នៅមានមធម៌ទាំងអស់នឹងថាជាទួលខ្លួននេះគឺជាសេចក្តីយល់ខុសមួយដែរឬយ៉ាងម៉េចបាទនឹងគឺជាសេចក្តីយល់ខុសមួយដែរណាទេណាមែនទេណាបាទគឺជាទិដ្ឋិមួយបាទដែល ដែលជាសកាយៈទិដ្ឋិប្រកាន់នៅថាជាទួលខ្លួននេះគឺជាទិដ្ឋិឯងដែលចម្រើនឡើងហើយកាលណាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងនៅពេលនឹងអាស្រ័យដោយការយល់ខុសប្រកាន់នៅនាមធម៌ជាចិត្តឬក៏ជាចេតសិកដែលជាសភាវៈដែលជាបរមត្ថដែលជាសច្ចធម៌កើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅវិញដូច្នេះដែលយើងប្រកាន់ថាជាទួលខ្លួនដូច្នេះខណៈនោះគឺជាការកើតឡើងនៅទិដ្ឋិ មិនមែនទេណាដោយអំណាចនៃសកាយៈទិដ្ឋិដូច្នេះទិដ្ឋិដែលកើតនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវដឹកសង្ងំទៅជាអនុស័យទៅជាទិដ្ឋានុស័យឃើញណាបាទហើយទៅទៅជាទិដ្ឋានុស័យហើយដូច្នេះតតែអរិយមគ្គគឺមានសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងទើបលះនៅទិដ្ឋានុស័យនឹងឯងបានដឹកជាសមុច្ឆេទបានមែនទេណា អញ្ចឹងបានជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវសន្សំយើងត្រូវអប់រំយើងត្រូវហ្វឹកហាត់បាទយើងត្រូវមានការមានស្មារតីរលឹកដឹងតាំងនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសក្នុងជីវិតបាទមានទេណាអ៎នឹងមួយភាសាចេតសិកទេណាបាទពីរពីរអីទេណាវេទនាចេតសិកមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច មានលក្ខណៈគឺថាសោយនៅរសរបស់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមែនទេណាបាទជាសុខទៅជាទុក្ខទៅឬក៏ជាសោមនស្សអញ្ចឹងទៅឬក៏ជាទោមនស្សទៅឬក៏ជាឧបេក្ខាគឺជាធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលមានការសោយនៅរសជាលក្ខណៈខណៈនឹងទី2ចុះទី3ស្អីទេណាសញ្ញាចេតសិក មានលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺមានការចងចាំបាទមានការចងចាំជាលក្ខណៈចាំទេដល់ថ្ងៃយើងចាំទេយើងចាំតែផ្លូវនឹងផ្លូវទៅផ្ទះទេយើងចាំទេបាទចាំបាទយើងរៀនអីយើងស្ដាប់អីយើងចាំបាទចាំនៅអត់ចាំនៅនេះបាទយ៉ាងណាផ្សេងជាអ្នកយ៉ាងណាទាំងអស់នឹងវាគឺជាសញ្ញាចេតសិកបាទជាទួលមានមធម៌ដែរមានលក្ខណៈចងចាំបាទមែនទេណា ដែលមានទូខ្លួនយើងជាអ្នកចងចាំនៅអ្វីនោះទេបើអត់មានសញ្ញាចេតសិកដែលយើងចាំអញ្ចឹងអត់នឹងហ្នឹងបាទមែនទេណាអត់ដូចជាខ្មោចងាប់អញ្ចឹងមានចិត្តទេអត់មានទេបើអត់មានចិត្តទេមានសញ្ញាចេតសិកទេអត់បើអត់ទេមានខ្មោចនឹងចងចាំអីទេអត់បាទហ្នឹងហើយយើងមានការពិចារណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាអូ ពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកទ្រង់សម្ដែងអំពីជីវិតដោយទឹកទឹកធម្មតាបាទនេះណាទី4ស្អីទី4ទីណាទេកាចេតនាចេតសិកបាទទី4គឺចេតនាចេតសិកមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរមានការយ៉ាងម៉េចទេណាចាត់ចែងមែនទេណាចាត់ចែងជាលក្ខណៈបាទដូច្នេះការដែលបង្ហាញ អំពីលក្ខណៈនីមួយៗនេះដែលព្រះអង្គលើកទ្រង់សម្ដែងគឺលោកប្រាថ្នាដើម្បីចង់ឲ្យយើងនឹងឯងបានស្ដាប់ហើយនឹងបានយល់ហើយនឹងបដិបត្តិសង្កេតមើលទៅមើលសភាវៈដែលកំពុងប្រកបតែលក្ខណៈដូចដែលព្រះអង្គលើកសម្ដែងចឹងដែរទេណាទីណាបាទទី5 ទី5អីទេណាឯកកតាចិត្តសិទ្ធិមិនចឹងទេណា ឯកកតាចិត្តសិទ្ធិមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទីណាមានការកាន់មានការអីទីណាបាទគឺមានអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងបាទមាន
miền ca tăng tốc một nông ả râm tại mũi bà chế chế lệ khả nạ. Mẹ nói tên á, bà được chứ nè, ảnh nhăn xăm và dứt được thua tầng ơn nâng ái, ôi tớ nông ả râm tại mũi nâng ái. Ê cả cả ta miền ả râm ấy, cứ nông bà, nông xăm và dứt được thua, nhăn xăm và dứt được thua nâng ái, ôi tớ nông ả râm đúc ảnh bà. Nhưng cứ chế lệ khả nạ rộp bó, ê cả cả ta chế tớ sợ. Tuy cơ mà nói, tuy cơ mũi ấy, tí ที่ 5 บ่าโจที่ 6 ที่ 6 คืออะไรติเนี่ยชีวิตตันตรีเจตสิกแม่นเด้อติเนาะชีวิตตันตรีเจตสิกนี่ลักษณะอย่างแบบชีวิตตันตรีเจตสิกนี่การคือมวยคือชีวิตจะรูปเด้อข้อคือชีวิตจะรูปเด้อชีวิตตันตรีได้ยืนท่าชีวิตจะสักนึงนะข้อของที่ชีวิตตันตรีได้จะรูปเด้อข้อเด้อข้อบ่าข้อข้อ มวยวิจินเนียมมวยเจียเจรูปบ่าชีวิตตันตรีเจตสิกนี้เป็นการจมวยนึงเจ็ดแม่นเด้อนะให้ชีวิตตันตรีได้เจรูปบ่คือการจมวยนึงกลาปะได้เจรูปนะเป็นนะบ่าจึงเอาดังเสียงเพียงจังก็ปัญไตชีวิตตันตรีเจตสิกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรได้เกิดรวมจมวยนึงเจ็ดหรือก็เจตสิกได้เป็นได้มีลักษณะอย่างไรถ้ามีลักษณะ ទៅអនុបានអនុបានបានន័យថាម៉េចថាទៅរក្សារក្សាសហជីវិតធម៌នៃការរួមជាមួយនឹងខ្លួននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានមែនទេណាឲ្យតាំងនៅបានមិនអញ្ចឹងឯងដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងដែលតាំងនៅបានអាស្រ័យដោយបាទដែលមានឫសដោយមានដីដោយបានមានជីវជាតិបើជាតាំងនៅបានដែរឯរឿងមានមធ្យោបាយទាំងឡាយទាំងអស់នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅបានតាំងនៅបានគឺអាស្រ័យដោយ មានជីវិតតន្ត្រីចេតសិកនៅឯងដែលជាធម្មជាតិម្យ៉ាងទៅអនុបាលនៅសហជីវិតធម៌នោះឯងណាទេណាធម្មជាតិណាដែលទៅរក្សានៅសហជីវិតធម៌ដែលកើតរួមជាមួយនឹងខ្លួនធម្មជាតិនោះឯងឈ្មោះថាជីវិតតន្ត្រីចេតសិកស្ដាប់មកសន្ទុះទៅដូចគ្នាយើងចូលសោះមែនទេណាអត់មានតលសោះទី 7 បាទទី 7 គឺអីទេណា ញ្ញសកការៈចេតសិកញ្ញសកការៈចេតសិកនេះទេណាគឺជាធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលបង្រួបបង្រួមនៅសហចេតធម៌ជាលក្ខណៈបានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថាគឺនាំនៅសម្ពយុត្តធម៌ដែលការរួមជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងតម្រង់ឆ្ពោះទៅអារម្មណ៍គឺញ្ញសម្ពយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ นั่นน่ะมนสการะนั้นคือจิตธรรมชาติได้มีลักษณะอย่างดังไอ้บ่าตัวอ้อ 7 ปีเด้อนะ 7 ปีเด้อนะบ่า 7 ปีคือภาษามวยบ่าเวทนามวยสัญญามวยเจตนามวยเอกกัตตามวยชีวิตตันตรีมวยนั้นมนสการะมวยปรัมปีเจตสิกนี้ชื่อว่าสัพพะจิต สาธารณะเจตสิกเหมือนกันนี้ด้วยนะบ่านึ่งในក្នុងอัญญสมานะเจตสิกดอกใบดวงในក្នុងนั้นน่ะมันนึ่งตัวนะสระบานได้ตัวนะซึ่งในตรงวัยดวงเตียดชื่อว่าปัจจนกะเจตสิกปัจจนกะเจตสิกบ่าที่ 1 ชื่อไอ้วิตกะเจตสิกเหมือนกันดีนะวิตกะเจตสิกนี่มีลักษณะอย่างไร คือมีการเลิกจับนั่นเองหลังเติ้งกันอารมณ์จิตลักษณะบ่านั่นธรรมชาติบ่มีสภาพอย่างนั้นชื่อว่าวิตกะเจตสิกได้ยินท่าตรีตรีนี่ติน่ะบ่านั่นเองคือวิตกะเจตสิกบ่าที่ 4 ที่ 4 ไอ้ติน่ะวิจารเจตสิกวิจารเจตสิกคือที่ธรรมชาติมายังได้มีลักษณะ คือถ้าพิจารณาในอารมณ์บ่าพิจารณาในอารมณ์ที่ 3 ที่ 3 ไอ้อธิโมกขเจตสิกบ่าอธิโมกขเจตสิกมีไอ้จิตลักษณะติเนี่ยมีลักษณะอย่างไรติเนี่ยคือมีการสันนิษฐานสันนิษฐานนั้นมันได้ถ้าสัมปรัชญ์ติเนี่ยบ่าสัมปรัชญ์ยลร่วมบ่า สันนิษฐาน สัมปรัชญ์ บ่า สัมปรัชญ์ ใน ក្នុង อารมณ์ นั่นน่ะ
đôi chân rương tình lái cứ việc chỉ cách là bao niên mà thua tầng ớt vì ban việc đây tha bình niên mình niên cách này tua khuôn dưỡng vì ọt miễn mà cứ việc chỉ cách là bao niên mà thua tầng ớt tầng ảnh bà hai ca đã bật con mê niên mà thua nốt sắp tá nguyên lệ khả ngã xên thế đại cầm phung bật con cua đò nâng ca dưỡng ọc rúng nâng kìm tán xa ra đấy rồi lức đăng tầng ngay thì cái đây tích là bao sợ thiêu viết đại cầm phung bật con nốt bàn mình chẳng gì nát bà sân chia bàn ọp rũng rí có sân xòm nguyên xmà ra đầy tầm bà sân chia mình bàn ọp rũng thế được chứ nấy nâu tề ní rí có phê thằng mục ở đây to tờ tiết vì rồi mến chưa bực quân mình miếng xmà ra đầy cứ chưa bực quân vân vên cho mà đó bà ọp đông nâu thua tam thì cái đây tích tề chẳng bàn thạ trời cá đắp trời cá riêng sốt nâu bệ thù nâu biệt tiên và đáy rộng bóng phía xa má sang phút chiếc đại khai đầm bấy ấy đầm bấy ngăn chi ô bà ca rã ở miếng xa rã đầy lành đầm bấy ở lúc đăng tán nơi thua tam sẽ cái đầy tích và đại cầm phung và quạt nụ ảnh chẳng hát tiền á và tì bày à tì buồn mà tì buồn ấy tiền á vì lý dạ chê tật sẵn vì lý dạ chê tật sẵn nên lệ thân lại dòng mệnh đáy tiền á miền cá ú xà và miền cá phía chỉ riêng chia lệ thằng ạ bà tiếp trầm ấy gì nè bay tệ bà bay tệ chia được sắc bay tệ chia được sắc miền lệ thằng ạ giang mạch đài miền ca mạch miền ca ấy miền ca chạy chật ta chạy đấy tình đấy khoa đấy tình được khoa ta chạy đấy tình bà giống miền ca tình chật bà miền ca tình chật chỉ lệ thằng ạ bà nhưng tiếp trầm mối mùa thá chắn tiệm chê tờ sạch nguyên lệ khả nạ giang mạch nguyên cá phân tòn nâng thử chế lệ khả nạ bà nâng dương thật xa tới dương bàn lưu anh chân thì là bàn lưu anh chân tới bây giờ dương nguyên cá phạm để bạn phần kết nơi sự thiêu viện đại cầm phùng bạc quạt bà nâng sắp ở chất xa thiê rả nạ chê tờ sạch trăm phi đuông hai nâng tạc cân là cạ chê tạc sắc pram mùi buồn chẳng điện à rùm chô khi nó tạng ớt đóp bầy buồn hai chmua ngọt mắt thả tư ẩy cứ anh nhắc xa mà ná chê tạc sạch chẳng sạp tạm bà lấy điện á bà nâng mà krom lên điện á mà chẳng ngay tơ mà chẳng ngay anh nhắc xa mà ná chê tạc sạch đọc bầy buồn hả mà chẳng ngay mùi chết bà mà chẳng ngay mùi chết cứ ạ cụ xa chê tạc sạch tăng ốc nên phần mà đường đọc buồn đường nó không đọc buồn đường nữa lúc bánh chạy thì phần mà trồng phần mà tụ phần mà thì nó phần phụ bà phần phụ phụ thì nuôi lúc hai thầm mệnh mô chạy tục cạn chê tờ sạch nên phần mà đường đó nên buồn đường bà chung ấy khá tìm mối ấy chung ấy khá mối mô hát chê tờ sạch mô hát chê tờ sạch bà mô hạt chế tật sắc nít cả cá na cá lang hay miên lệ khả nạn giang mạch bà miên cá mình đằng mình nói gì nè mình đằng nơi ấy mình đằng nơi thô để thô nó ăn miên sự thiệp tật đấy thô nè miên lệ khả nạn tật đấy miên lệ khả nạn tật đó có phần tay luôn phần tay mô hạt nút mình ban đằng nơi sự cái đây tết rồi bỏ thô nút tê ập đằng nĩ ở thâm mà chết để ập đằng nơi thô tam thì cái đây tật đằng ăn để cho hết thông mà chết là biết nâng anh chứ một thá cứ mô hạt chế tạ sạch để nên để khả ngã dàng lần nhớ đi nha và mô hạt chế tạ sạch tí ấy là ạ hệ rị cạ chế tạ sạch ạ hệ rị cạ chế tạ sạch nên để khả ngã dàng lạch điện cứ miền cả mình khớp ơm ba mình khớp ơm nên mình khớp ơm miền cả mình khớp ơm ạ hệ rị cạ nữa đi nha miền ca minh phơm hay mình khmát nơi ông tớ tích rạch rí có ông tớ bạp ông tớ à cọ xếng chánh kì nà hò tí bầy ấy kì nà ạ à, nào tập bạc mình bình đại à miền ca minh ấy miền ca minh lọc bà minh khlạch mình chánh kì nà nơi ông tớ bạp rí có ông tớ tích rạch xếng bà lẹ thẳng nát thông là chết na đai mình slop mình khlai nơi ổng tơ ba thông là chết nơi anh mô thá ạ à, ngò tạp bạc chê tờ sạch hay nữ
bốn bà bốn chung ấy thì nè ốt thật chặt ốt thật chặt chết ở sạch nế miền lệ khả ná chẳng mấy thì nè miền ca rô với rô rô về rô với rô về mình ngọt đây mình đấy nè bà rô với rô về mình ngọt tay cả riêng nguyên bà được nên à râm tầng lái để tha việc chết ở sạch nâng anh riêng nguyên để không à râm nâng tham mà chết nâng anh chung một tha ốt thật chặt chết ở sạch bà mô hạ chê tử sắc mùi ạ hệ rỉ cạ chê tử sắc mùi ạ ngào tập bạ chê tử sắc mùi mình tỷ bốn ốt thời chắc chê tử sắc mùi chừng bốn đôm ní hay đòi khlấy mô thá mô chạ tục cạ chê tử sắc bà nói được hả bà nói mà phụ chân tới mà phụ mùi tiệt bà nếu dừng riêng ở dừng riêng ở dường dẫn thì nó mà phụ mùi tiệt mà phụ thì tí nó thì nó mô hay thì nó lô tệ cạn chê tờ sạch nguyên tổng hàn đường đấy nguyên bay đường chứ ấy khả bà thì mối cứ lô phép chê tờ sạch nguyên lệ khả nạn dạng mệnh nguyên ca chọc chân tệ nông à râm chế lệ khả nạn được rồi chọc bà chọc nâng lên ấy bà và càng ít bà ngon lệ nông à râm lên tầm đó nguyên cứ chế ca bà cọt là nguyên lô phép chê tờ sạch để ta rung chừng người đừng chạy nội ảnh bà thòm là chết nắng cứ lột hẹn chết tờ sạch nguyên lệ khả năng bó cảnh bà chóp chúng chung tệ nực nóng á rộng nếu lột hẹn chết tờ sạch bà rồi ấy chết tỷ tỷ tích hệ chết tờ sạch tích hệ chết tờ sạch nếu nguyên lệ khả năng dòng mạch đến nữa nguyên lệ khả năng bó cảnh bà cảnh khóc mình trâu tùm nguồn một cái bà đó bà à đây trâu tùm nguồn cứ là bỏ kế việc trời tùm nguồn còn tất cả căn ôi được khóc ông tí thì cái đây tích mình là bà đoàn nâng cứ chi lệ khả nạ là bỏ chết thế chết thật sạch như cái tị bày bà tị bấy cứ nguyên nhẹ chết thật sạch nguyên nhẹ chết thật sạch nguyên lệ khả nạ là mấy nguyên cá đóng cân bà đóng lăng luôn bà vay rực mình đấy thì nè nhưng thao vì rực nâng thì nè bà nâng anh cứ chi lệ khả nạ là bỏ nguyên nhẹ chết thật sạch mình chẳng chê tờ sạch bày đuôi nữa lô phẹ chê tờ sạch mùi chết thệ chê tờ sạch mùi nâng miền nhẹ chê tờ sạch mùi bày đuôi nữa để nó bà hai đòi khlấy chung ấy thì nè cứ lô tệ cắt chê tờ sạch bà dân trời chẳng nâng phụ thị tí thì nè phụ thị bày chung ấy thì nè phụ thị bày lô tô chắc tụ cắt chê tờ sạch tôi chạm thì cạn chết tờ sắc tầng óc miên tầm mà đố miên buồn buồn bà không buồn buồn nứng tỳ muối chúa tô sạm chết tờ sắc tô sạm chết tờ sắc cứ chia sẻ thiêu vẹn mà giang chia thăm mà chia mà giang để cả ruộng chừng nuôi đừng chết hai miên lệ khả nặng bà cắp giang à cứ miên ca bà bỏ tu để nói gì đó miên ca bỏ tu ca và hai chía lệ khả nặng là bà đấy thì nè, nâng anh thơm mà chết nguyên liệu khả nạn dàng nâng, thơm mà chết nâng anh cư chìa tô sạc chê tờ sạc. Tư 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 y sa chê tờ sạc. Tá y sa chê tờ sạc nâng, nguyên liệu khả nạn là vầy tớ bá. Y sa chê tờ sạc đi, cư chìa thơm mà chết đà nguyên liệu khả nạn. Thế thả, khả nạn không sẵn bắt, rõ bắt nhận đọc tầy bốc, chê liệu khả nạn, chê liệu đọc tầy bá. À, chuôn, à, mình trở nên nó sẵn bắt rồi bó. Khả luôn anh thế cứ trở nên không sẵn bắt nơi nhẹ đó đọc tầy. Lẹ khả nạn nâng cứ chỉ lẹ khả nạn rồi bó thăm mà chết mà giáng chúa thá y xa chết tờ sạch. Hay nâng tị bày chúa ấy tị bày mạch hạ rồi dễ chết tờ sạch nguyên lẹ khả nạn giang mạch nguyên cả bất bằng lẹ liềm nên thế nào nơi sẵn bắt rồi bó lệ đặt tay được khuôn ái đá khuôn ái bật băng thầm băng là bọc khuôn ái mình chẳng ai kịp đắng mình đấy à mình chẳng ai tay kế và nơi là bọc để khuôn ái miên á thì ná rứt có là bọc để khuôn bầm rống nứng nứng bàn và nứng có bật băng đây lệ liềm đây sập hiếp lệ khả nặng là bọc thơm ở chiếc dạng nứng cứ chỉ lệ khả nặng là bọc niềm ở thố mùa tháng mạch hạ là dễ chê thật sạch mình nói chuyện á và nâng tỷ buồn ai thiệt tỷ buồn cốc cốc chạc chê tờ sạch
miền địa khả năng mạch đá miền cá đai cỏ hài mình biết gì nè đai cỏ hài nhà mình đai cỏ hài mình biết gì nè đai cỏ hài dương mình ban thôi ở vây mui dương mình ban thôi nơi của sol được chứ miền cá đai cỏ hài gì thằng cỏ hài nâng anh bà nâng cứ chía lệ thành nát rồi bó sập hiếp việc thôi mà giang để chúng ta có phải chạy chỉ được sách để cả rôm chỉ mui nâng chất